Xin chào các bạn, và trong video này thì Sơn PS sẽ chia sẻ với các bạn nói về cách mà Sơn PS đã kiếm được trên 200 triệu một tháng trên Internet, trên online như thế nào nha các bạn. Và đây hoàn toàn là những điều mà Sơn đã làm được, hiệu quả ra được cái kết quả rồi, và sau đó thì Sơn chia sẻ lại cho các bạn cái cách làm. Nên ai học được, làm được, áp dụng được, nghe được cái bí quyết thì cũng có thể thành công được với những cái cách này của Sơn nhé. Và các bạn lưu ý này, mình đừng có tư duy là mình bỏ qua và mình xem tua, nên nếu mình xem thì xem video từ đầu đến cuối để mình không bị bỏ sót bất kỳ một cái đoạn nào hết. Và đây là cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn làm thế nào đó mà tôi kiếm được là trên 10.000 đô la thu nhập một tháng đó. Và đây là cũng là cái cơ hội mà anh em cũng có thể kiếm được khoảng 1.000 cho đến 5.000 đô nha, mà sẽ cũng có rất là nhiều cách mà anh em không cần phải bỏ vốn ra bên ngoài. Đấy, thì thời gian gần đây nếu như anh em chịu tìm hiểu và hay theo dõi tôi ở trên kênh YouTube là Sơn PS á, hiện tại đây là kênh YouTube này này đó, thì anh em có thể vào trên cái mục đó là kênh YouTube của tôi, và sau đó thì anh em vào trong cái phần mục video đó thì anh em sẽ nhìn thấy được là những cái video mà hiện tại gần đây tôi đang hướng dẫn đó, với những cái hình thức kiếm tiền khác nhau. Và gần đó nhất đó là tôi có đang chia sẻ về một cái video là kiếm 20 triệu không cần phải bỏ vốn. Thì đây là một cái ứng dụng đó là về cái trình duyệt Ray. Thì anh em nào mà mình chưa biết cái Ray là gì đó thì có thể là coi lại cái video này để có được một cái hướng dẫn chi tiết nhất nhé. Thì trong video này này, tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái kế hoạch mà tôi kiếm được là 10.000 đô một tháng như thế nào với Ray. Thì tôi chia sẻ cho anh em một cái cách đơn giản như vậy này. Tôi giả sử nhá, một tháng thì tôi được 1.000 lượt download, 1.000 lượt download trên một tháng với cái ứng dụng này. Và sau đó thì trong khoảng 30 ngày confirm, có nghĩa là confirm là cái người ta tải cái ứng dụng truyền dịch Brave về sau một tháng và người ta sử dụng 30 ngày thì 1.000 lượt download thì tôi sẽ được khoảng 200 lượt confirm đi chẳng hạn. Tỷ lệ là khoảng 20% lượt, 20% số người ta sử dụng được 30 ngày thôi, được chưa? Và suy ra cái thu nhập của tôi lúc này này, cứ một lượt confirm như vậy á thì tôi sẽ được 5 đô la, thì 200 lượt confirm thì tôi sẽ được là 1.000 đô la trên một tháng. Nhưng đây là một với một tài khoản, và bây giờ nhá, tôi sẽ triển khai là 10 tài khoản một lúc, thì 10 tài khoản này á, nhân với cả 1.000 đô la thì tôi sẽ được là 10.000 đô la một tháng. Dĩ nhiên rằng á, là đây là một trong những cái cách mà Sơn PS đang làm thôi nha các bạn, và tôi đang chia sẻ với các bạn về cái kế hoạch kiếm tiền với Brave đó. Tôi sẽ không có chia sẻ sâu về cái cách làm sao để tôi có thể marketing hoặc là làm được affiliate, nhưng ở đây tôi sẽ show cho các bạn cái bằng chứng thực tế của tôi này. Đây là một trong những cái tài khoản đó mà tôi mới tạo ra gần đây nhé, và tới điểm hiện tại tôi được 400 lượt download này, 400 lượt download, và tài khoản là tài khoản mới nên nó chưa tính được là sau 30 ngày. Thì sau 30 ngày ấy, khi mà cái tài khoản này ấy, người ta đã sử dụng được khoảng được 30 ngày rồi ấy, thì nó sẽ tính vào lượt confirm đây, thì cứ một lượt confirm đây là mình sẽ được 5 đô la. Nên là bạn nào mà chưa biết đó, về cái kiếm tiền với Brave như thế nào đó, thì các bạn nó phải coi lại cái video là kiếm 20 triệu một tháng mà không còn phải bỏ vốn ở đây này. Đây là một trong những cái cách kiếm tiền đó là đã có bằng chứng rồi nha. Thì trong video này thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn về bằng chứng rút được tiền thực sự rồi. Đấy, thì hoặc là thời gian gần đây thì tôi đang chia sẻ cái danh sách phát ở đây này, thì tôi sẽ làm cho nó đơn giản hơn để cho mọi người có thể dễ dàng theo dõi. Nó sẽ nằm ở trong cái mục là đang kiếm được tiền, đang kiếm được tiền. Còn cái hình thức nào mà đang thử nghiệm mà tôi chưa rút được tiền thành công thì tôi sẽ ghi là đang thử nghiệm. Còn dự án nào đã kết thúc thì tôi sẽ bỏ phân loại ở đây. Nên các bạn cũng có thể dễ dàng các bạn tìm kiếm những cái cách nào để kiếm tiền nó đang hiệu quả và đang lấy được tiền thực sự nha các bạn. Đây này, tiếp theo này, đây là một trong những tài khoản mà tôi mới tạo ra gần đây này. Đó, thì tôi hiện tại tôi đang tạo được khoảng 5 tài khoản, và cái mục tiêu của tôi từ bây giờ đến cuối tháng thì tôi sẽ lập ra khoảng 15 tài khoản. Mà cứ hình dung đi, mỗi một tài khoản á, giúp tôi kiếm được 1.000 đô một tháng thì lúc này á, thì tôi sẽ có được 15 nhân với 1.000 là 15.000 đô, đúng không? Trên 300 triệu. Trên 300 triệu một tháng với ứng dụng Ray. Rồi, đây là tài khoản thứ hai này, tài khoản thứ hai bạn nhìn này, email là khác nha, tôi xin lỗi tôi sẽ che cái email đi nhá. Đó, email là khác này. Đó, thông tin tài khoản là khác này, thì cái này tôi đã được là 324 lượt tải về rồi, 324 lượt tải về. Và cứ mục tiêu á, là một trên một tài khoản á, thì tôi có khoảng 1.000 lượt tải về thôi. Tôi sẽ share ra thành nhiều tài khoản nữa để sau này khi mà rút tiền về nó sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã kết nối với cả ví Uphold rồi nha, đã kết nối hết với cái ví Uphold rồi. Đấy, đây là tài khoản thứ ba này, tài khoản thứ ba thì được 540 lượt tải về này, cũng mới làm thôi các bạn, mới làm được có mấy ngày thôi chứ không có phải là tôi đã làm được lâu nha. Đó,
và cũng có cái về cái bằng chứng nó rút được tiền về thành công, rút về tiền tiền mặt nha. Đó, đây cũng là một tài khoản mới này, được 135 lượt tải về. Thì trong cái tài khoản mới này nha, trong mặc dù là tài khoản mới thôi nhưng một ngày nó tôi đã có thể giới thiệu được là trên 100 người tải về này. Đây là 145 lượt tải về, 145 lượt tải về đây cho các bạn coi thực tế tài khoản thật luôn. Một ngày có thể là cả trăm lượt tải về đây. Đây là một trong những tài khoản này mà tôi đang đăng nhập sẵn rồi, thì tôi có 135 lượt download này. Nhưng trong một ngày đó thì tôi bấm vào phần view stats thì tôi có được tổng cộng là 111 lượt tải về trong một ngày thôi. Đây là cái tài khoản tôi cũng mới chạy có một vài ngày đấy, thì trong một ngày thì tôi đã được 100 lượt tải về. Nên bạn cứ hình dung mà xem, giả sử đi bây giờ là một ngày là được 100 lượt tải thì một tháng tôi đã được 3.000 lượt tải về đúng không? Đó, 3.000 lượt tải về thì nếu mà 20% thôi thì tôi đã được 600 lượt confirm. 600 lượt confirm là mình đã được khoảng là 3.000 đô. Nhưng bây giờ là tôi cứ chia trung bình ra, một tài khoản là tôi chỉ được 1.000 lượt tải về một tháng thôi. Và sau đó thì cái confirm này sau 30 ngày là 200, và trên một tài khoản nó kiếm được 1.000 đô một tháng. Triển khai 10 tài khoản thì được 10.000 đô, triển khai 15 tài khoản thì sẽ được là 15.000 đô, là hơn 300 triệu thu nhập một tháng nha. Và ở đây thì tôi cũng show được các bạn cái bằng chứng rút được tiền và thành công đây này. Đây là một người em của tôi, bạn này bạn tên là Trọng nha. Thì bạn có một cái video bạn ấy quay lại cái bằng chứng để bạn nó rút được tiền về tài khoản thành công, và đây là cái bằng chứng mà bạn ấy đã làm. Thực ra bạn Trọng với bạn ấy làm cái break này trước tôi là người làm sau bạn ấy thôi. Đó, thì bạn ấy làm vào thời điểm tháng 3, tháng 4 gì đó năm 2019 đó các bạn. Và sau đó thì bạn ấy làm thì cái tháng 7 vừa rồi bạn ấy rút được tổng cộng về số tiền đây này các bạn, số tiền đó là bạn ấy rút được về là 1.242 đô. Số tiền bạn rút được về là 1.242 đô, kết nối với cả ví Uphold nha, ví Uphold này, kết nối ví Uphold và rút được về 1.242 đô. Còn cái tháng đầu tháng á, đầu tháng bạn ấy làm trong khoảng 8 ngày thôi thì nó đã được khoảng 893 đô rồi. Bây giờ đang là khoảng 3 giờ sáng, tôi inbox cho bạn ấy thì bạn cũng chưa trả lời đâu. Bạn ấy cái tháng 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 8 này á, là thu nhập của bạn nó được trên trên 5-6.000 đô rồi các bạn. Trên 5-6.000 đô một tài khoản rồi đó. Đó, thì đây là cái mà bằng chứng thật nha các bạn. Đấy thì để video lần sau thì tôi sẽ xin cho bạn cái thông một vài cái thông tin, tại vì bạn ấy làm trước tôi, bạn đã có bằng chứng thực tế rồi. Đó thì tôi sẽ xin cái thông tin của bạn đấy để show cho các bạn coi nhé. Thì bây giờ này, tôi hoàn toàn có thể có giúp bạn đó cái cách làm sao đó bạn có thể kiếm được khoảng 5.000 đô cho tới 10.000 đô la thu nhập một tháng, và không chỉ duy nhất với một cách kiếm tiền với Vray đâu. Vray chỉ là một trong những cách mà tôi đang làm mà thôi các bạn. Đó, bạn cũng có thể tìm hiểu trên kênh YouTube của Sơn PS của tôi, thì tôi chia sẻ rất 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 là nhiều cách kiếm tiền khác nhau. Nên ở đây thì tôi đã kiếm được tiền, đã rút được tiền thì tôi chia sẻ những cách nào mà rất thực tế, bởi vì tôi kinh doanh, tôi làm kênh YouTube ở đây, nó không có phải là tôi kiếm tiền từ YouTube, mà những cái số tiền mà tôi kiếm được nó dựa trên cái thương hiệu là Sơn PS. Bởi vậy là những cái gì tôi phải thực sự rất là minh bạch, phải thực sự rất là rõ ràng, thực sự rất là uy tín thì tôi mới làm. Tôi sẽ không có làm cái gì đó mà nó ảnh hưởng tới cái số tiền, thu nhập hay là thời gian của các bạn. Bạn hình dung được không? Không các bạn. Đó, và bạn cũng có thể là tìm hiểu thêm này ở trên cái group là trở thành chiến binh affiliate marketer này. Thì trên group này á thì tôi cũng đã giúp được cho rất là nhiều anh em á đang làm theo cái hình thức là kiếm tiền với Clickbank á, thì đã ra được cái kết quả rất là cao rồi. Bạn có thể tìm kiếm ở trên YouTube cái từ khóa là Sơn PS Clickbank hoặc là Clickbank Sơn PS cũng được nha. Đó thì bạn sẽ tìm được rất là nhiều những cái cách mà tôi đang chia sẻ cho anh em kiếm được tiền thành công và ra cái kết quả rồi. Nên bởi vậy á, là Sơn PS nó là một cái thương hiệu và nó giúp cho bạn nó tạo được cái thu nhập trên internet, trên online. Đó. Và tôi sẽ không có chia sẻ những hình thức nào mà khiến các bạn phải mất tiền. Đó, thì hiện tại thì tôi đang nói về những cái hình thức về affiliate marketing, đó là mình có thể là tiếp tiếp thị liên kết, mình có thể là bán hàng. Ở đây là mình sẽ nói về một từ khóa là bán hàng. Nên nếu một vài bạn nó đang hình dung sai, có nghĩa là tôi chia sẻ những điều này chỉ là để tôi tuyển rep không đâu các bạn. Bởi vì nếu mà chia sẻ một cái video chỉ có một vài nghìn lượt xem thì không thể nào mà tôi có thể tuyển được là một vài trăm rep trên một ngày được như vậy các bạn. Tôi sẽ có những cái bí quyết của tôi sẽ có những cái cách làm của tôi. Còn những cái chia sẻ này thì thực sự cũng vẫn muốn giúp đỡ cho các bạn để các bạn làm được những cái cách mà hiệu quả giống như tôi đang làm. Còn
Tôi có một vài bạn nó có hỏi là Sơn thì có nhận những học viên để đào tạo chuyên sâu hay không. Thì trước đây thì tôi có cái chương trình đó là học về Clickbank chuyên sâu. Thì cái chương trình đó thì trong cái tháng tháng sắp tới này, gần cuối tháng này thì tôi sẽ chuẩn bị là tôi sẽ kết thúc cái khóa này và tôi sẽ không có dạy chuyên sâu nó nữa. Nên là những anh em nào mà đăng ký thì hãy đăng ký thật là sớm đi. Không, và kết thúc tháng thì tôi sẽ đóng cái chương trình ở lại rồi. Không, và nó vẫn đang còn cái ưu đãi là còn 297 đô. Thì anh em nào thực sự quan tâm á, thì có thể inbox của tôi. Đó, inbox của tôi nha, thì tôi sẽ cho anh em học cái chương trình này với một vài cái suất ưu đãi học bổng cuối cùng là 297 đô. Đó, thời gian tới có thể là tôi sẽ tăng cái giá nó lên hoặc là tôi sẽ cập nhật và update lên mới rất là nhiều. Đó, và cái chương trình thứ hai thì chương trình này á, tôi không có nhận nhiều các bạn. Một tháng thì tôi giới hạn nhận khoảng 3 người thôi, 3 người thôi, nhưng mà tôi sẽ kèm trực tiếp cho các bạn để giúp cho các bạn làm được giống như tôi đang làm. Và cái điều đây là bạn hoàn toàn có thể kiếm được khoảng là 100 triệu tới 200 triệu một tháng. Đó. Dĩ nhiên rằng là những cái điều cái cơ hội này thì tôi sẽ không có dành cho số lượng nhiều. Tôi sẽ không có nhận số lượng lớn như là học Clickbank chuyên sâu là hàng trăm người một tháng. Đó, mà cái chương trình này có thể là tôi nhận khoảng 3 người, giới hạn 3 người thôi, cùng lắm là 5 người, 5 người học một tháng. Không, và cái đối tượng thì tôi cũng nói rõ ràng cho các bạn, nếu như bạn đó là từ 18 tuổi hay là tới 22 hay là 25 tuổi thì sẽ không có phù hợp để học chương trình này. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái sự trải nghiệm của bạn nó chưa được cao. Thứ hai á, đó là cái mà bạn cũng chưa có bao giờ là kiếm tiền trên internet, không, bạn chưa có kinh nghiệm, không. Và thứ hai tiếp theo nữa là bạn cũng chưa có đủ cái tầm hay là cái vị thế để bạn đã làm được những cái điều này, nên là tôi sẽ ưu tiên những anh chị em nào học viên là trên 27 tuổi không và tham gia cái chương trình học này. Đây là một cái cuộc chơi rất là lớn, và nếu như bạn thực sự quan tâm với chương trình này thì bạn hãy inbox trực tiếp với tôi. Và tất nhiên cái học phí của chương trình này giá rất là cao, bởi vì cái việc mà tôi giúp cho bạn kiếm được 100 triệu tới 200 triệu một tháng, và đây nó sẽ là rất là đều đặn không, và nó tạo ra cái thu nhập cho bạn nó bỏ túi hàng tháng không. Bạn hình dung mà xem, cứ một năm như vậy bạn sẽ kiếm được 1 đến 2 tỷ tiền thu nhập, thì đó không phải là con số nhỏ đâu không. Bạn hoàn toàn có thể mua được nhà không, mua được xe không, mua được rất là nhiều cái tài sản đó chính bạn ở đây. Và đây là một cuộc chơi rất nghiêm túc, và tôi chỉ nhận khoảng 3 người một tháng thôi, và đối tượng học nên là 25 tuổi, 27 tuổi trở lên. Nó nhỏ tuổi quá thì tôi cũng sẽ không nhận nếu như bạn có điều kiện về 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 tài chính. Thì cái chương trình này á, chắc chắn rằng nó sẽ không có phải là cái mức học phí thấp đâu các bạn, nó rất là cao. Nên ai thực sự mình thấy rằng là mình có khoảng 50 triệu trở lên, 50 triệu vốn trở lên thì mình hãy làm cái điều này đó, và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em một cách tận tình đó. Trên 50 triệu trở lên có vốn và trên 27 tuổi thì mình hãy inbox của tôi nha. Còn nếu mà không có thì thôi không sao, bạn cứ theo dõi tôi trên kênh YouTube Sơn PS như bình thường đấy nhá. Thì bây giờ nói tiếp cái phần là kiếm tiền với Ray, cho những cái bạn nào mà bây giờ các bạn mới theo dõi cái kênh YouTube của Sơn lần đầu tiên và bạn chưa có xem cái video mà Sơn đang hướng dẫn cái cơ hội kiếm được 20 triệu đến 100 triệu mà không cần phải bỏ vốn ở đây. Thì nó có trình tự như vậy này. Cái đầu tiên là bạn nó cài cái trình duyệt kiếm tiền Ray. Tôi có để lại cái đường link phía bên dưới mô tả này, phía bên dưới video tôi có để lại cái đường link. Thì bạn nó cài cái trình duyệt Brave này về, và khi mà bạn nó cài cái trình duyệt này về thì các bạn sẽ có 5 đô la, nhưng dĩ nhiên là bạn chưa có rút được ngay nha. Và cái thứ hai, bước số 2 là bạn hãy đăng ký làm Publisher. Làm Publisher là bạn nó trở thành một cộng tác viên của để kiếm được tiền. Sau đó thì bạn nó sẽ liên kết với cái ví Uphold để khi mà cái hàng ngày 8 tây hàng tháng nó sẽ chuyển tiền, nó sẽ chuyển cái đồng BAT BAT này này, đồng BAT này vào cái ví Uphold của các bạn. Thì sau đó thì khi mà cái đồng BAT này vào ví Uphold rồi thì các bạn cần phải có một cái ví, đó là ví Riminato, có thể tôi đọc tiếng 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 Anh chưa đúng nha. Đó, thì các bạn cần phải có cái ví này. Đó, khi mà bạn có cái ví này rồi thì bạn sẽ chuyển nó thành đồng đồng Bitcoin và chuyển thành tiền, và dĩ nhiên là phải phải chuyển được về thành tiền thực sự nha. Thì tôi mới chia sẻ những hình thức như vậy. Đó. Thì cái link đăng ký những cái ví ví Binance với cả Riminato ở phía bên dưới mô tả video này các bạn cần phải đăng ký hết đi. Có thể là bây giờ bạn chưa có được tiền đâu, nhưng bạn đăng ký trước nó để sau này khi mà bạn có tiền rồi thì bạn chủ động và bạn không cần phải đợi nó xác thực. Đó, link đăng ký ở phía bên dưới video mô tả. Sau đó bước số 5 thì bạn cần phải giới thiệu đường link này và hướng dẫn cho người khác cài đặt. Thì cái việc ở đây bạn hình dung đi, một trên một lần cài đặt như vậy mà sử dụng trong 30 ngày thì bạn sẽ có khoảng đó là 5 đô la.
thì bạn hình dung đi, giới thiệu được có 10 người có dễ không ạ? Nếu như bây giờ tôi nói về cái việc tuyển rep á, thì bạn sẽ hình dung là cái việc này nó không có làm được, tôi không có người để giới thiệu. Nhưng thực ra bạn hãy nghĩ bạn là một người làm affiliate marketing, không, bạn mà là một người làm affiliate marketing, không, hay là tôi gọi bạn là những người mà làm affiliate marketer, là những người làm affiliate, hoặc là bạn là những người là internet marketer. Thì cái việc đó là bạn nó rất là giỏi về cái việc là marketing, quảng bá và xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân. Không, những cái người đầu tiên bạn có thể là chia sẻ cho những người trong gia đình của bạn, những người đồng nghiệp của bạn, không, thì bạn hướng dẫn cách họ họ cũng có được thêm thu nhập, đúng không nào? Thì bạn hãy chia sẻ họ cách kiếm tiền đi, thì họ kiếm được tiền rồi họ cũng sẽ rất là cảm ơn các bạn, đúng không? Thì cứ trên một lượt tải như vậy bạn được 5 đô, không, 10 lượt tải bạn được 50 đô, thì đây cũng là một cái thu nhập kiếm thêm dành cho những người bạn nào mới khởi nghiệp, đúng không nào? Bạn đã làm 10 cách đi thì bạn cũng có một cái thu nhập kha khá hàng tháng bằng với một người học xong 4 năm trường đại học, sau đó ra bên ngoài làm được 1-2 năm, đúng không nào? Đó, thì đây là những cái cách kiếm tiền đó, thì tôi cũng đã chia sẻ rất là chi tiết và hướng dẫn nó một cách nhiệt tình cho các bạn, đúng không? Thì nếu mà bạn đã cảm thấy nó thực sự có giá trị thì đừng quên bấm một nút like video, đúng không? Đó, thì các bạn nhớ này, trong cái phần mục danh sách phát đó, thì tôi đã cập nhật rất là kỹ càng rồi. Những cách kiếm kiếm được tiền, đang kiếm được tiền thì tôi sẽ ghi là đang kiếm được tiền, đúng không? Những cái cách nào mà đang thử nghiệm thì tôi ghi là mục đang thử nghiệm, có nghĩa là tôi chưa thực sự có cái bằng chứng rút được tiền về thành công, nó chưa có bằng chứng rút tiền về được, thì tôi sẽ ghi là đang thử nghiệm. Thì cái tỷ lệ thành công của nó khoảng 90%, giả sử như vậy, 90% sẽ có 10% là thất bại và bạn không kiếm được tiền từ nó. Nhưng cái mà bạn mất là gì? Có, bạn không cần phải bị, không cần phải bỏ vốn, nhưng cái bạn mất thì có thể là mất cái thời gian mà bạn đầu tư vào cho nó, không? Nhưng dĩ nhiên là tôi đã đưa lên trên kênh YouTube của tôi rồi, thì tôi sẽ kiểm chứng rất là kỹ, không, 90% đã thành công rồi. Rồi những cái dự án nào mà đã kết thúc rồi, mà đã từng kiếm được tiền rồi, nhưng mà tại thời điểm này hiện tại thì không kiếm được nữa, thì tôi sẽ ghi là dự án đã kết thúc. Đó, thì dựa với kênh YouTube này mà bấm vào cái mục danh sách phát đó, thì bạn sẽ dễ dàng bạn tìm kiếm nó một cách dễ dàng hơn nhá. Đó, được chưa nào? Đó, thì cái lời hứa của tôi đó, như là trước này, thì tôi sẽ làm ra cái video mà rút được tiền từ cái đồng Ray này cho các bạn xem nhé, về cái quy trình rút tiền như thế nào, không, bởi vì tôi biết được rằng ở đây là một cái lĩnh vực mới, các bạn sẽ không biết cách rút tiền nó làm sao, bạn sẽ gặp khó khăn với nó khi mà tiền nó về, cái đồng bát nó về. Đó, thì cái đồng bát ở đây này, bạn có thể lên cái Coin Market, cái đồng bát ở đây nó rất ok nha các bạn, và nó được đánh giá rất là cao. Đây, bạn kéo xuống dưới, lăn xuống dưới này, thì bạn sẽ thấy cái đồng bát đây này đang đứng thứ hạng là 31 tại điểm hiện tại nha. Đó, cái đồng đây là Basic Attention Token, đó, thì nó đang có giá là 0.19 đô. Nó giá tăng hay là giảm nó dựa vào cái sự kỳ vọng thôi. Và tôi nghĩ rằng đó là trong thời điểm này nó đang có cái chương trình nó tặng cho chúng ta cái BAT miễn phí này, thì chúng ta hãy tận dụng nó. Và sau này có thể nó ngừng cái giai đoạn tặng rồi, thì cái giá này nó tăng lên rất là cao. Và cái rank của nó đang là thứ 31 trên là Coin Market Cap nha. Cái rank rất là cao các bạn, không, nên cái đồng này rất là uy tín, các bạn hoàn toàn có thể đổi nó về để lấy được tiền. Nhưng cái Brave này nó sẽ trả thưởng cho chúng ta vào ngày 8 tới hàng tháng, nên bởi vậy ngày hôm nay thì tôi chưa có thể nào mà làm cái video chia sẻ vào từng cách, từng từng bước một để làm sao để rút được tiền về nhá. Và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn này làm thế nào để các bạn có thể tăng được lượt giới thiệu. Tôi tin chắc rằng các bạn đang rất quan tâm về điều này, cách làm sao đó các bạn có thể marketing để bạn có thể tuyển được nhiều referral hơn và kiếm được nhiều thu nhập hơn. Bởi vì sao, những cái cách mà tôi kiếm được tiền tới điểm hiện tại ấy, thì cơ bản rằng các bạn muốn được thu nhập cao thì bạn cũng cần phải tìm được referral, đúng không nào? Nhưng bạn hãy tư duy và bạn lập trình cho mình ở trong đầu ngay từ ban đầu, đó là những cái hình thức này kiếm tiền rất là dễ và rất là dễ làm. Chứ nếu như bây giờ bạn đã lập trình nó ngay là à tôi không có thể nào làm được, thì chắc chắn là bạn sẽ thất bại rồi. Bởi vì bên ngoài kia có rất là nhiều cách làm được nha các bạn. Bạn không cần phải có một kênh YouTube lớn như tôi, không cần phải có lượng follow lớn ở trên Facebook thì bạn vẫn có thể làm được thành công. Bởi vì sao, Sơn PS những ngày đầu tiên thì tôi cũng có thể làm được giống như những cái cách đó rồi, không, và tôi vẫn được thành công được. Đấy, thì trong cái phần đây thì có rất là nhiều cách, có trên chục cách để giúp các bạn có thể kiếm được tiền, thì làm sao các bạn có thể tuyển được nhiều referral lên đó. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đó, cái cách kiếm tiền trên điện thoại với cái ứng dụng Brain này, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn từ A đến Z bằng điện thoại nha, để cho các bạn đó, bởi vì có nhiều người bạn nó cũng hỏi là anh Sơn nó có cái video hướng dẫn trên máy tính thì liệu cái Brain này có kiếm được trên điện thoại hay không, thì ok, nó làm được nha các bạn ơi. Rồi, thì video này cũng khá là dài rồi, nên nếu như bạn đã thấy nó thực sự có ý nghĩa, đừng quên bấm một nút like, hãy đặt lại comment phía bên dưới video nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào, và đăng ký kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha các bạn. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.